2, 3. Đêm nay thời gian đứng yên lắng đâu, cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng. Và xin quý vị chúng ta cùng dành những tràng tay thật lớn để chúc cho hạnh phúc của chú rể Quang Triệu và cô dâu Vũ Hằng. Và kính thưa quý vị, như vậy chương trình khai mạc lễ tân hôn của chú rể Quang Triệu và cô dâu Vũ Hằng đến đây cũng đã hoàn tất. Và chúng tôi cũng xin được phép trao trả lại cô dâu và chú rể trở về với vòng tay yêu thương của tất cả quý vị quan khách. MC.